Chú Trà Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em về một cái lô cúc thượng hương, cây rất là xum xao, lá rất là tốt luôn. Cái này về lấy bơ thì rất là ok nha cả nhà. Thì trời đang mưa rất là lớn luôn, mà em cũng vẫn cố gắng dầm mưa ra để quay cho cả nhà xem ha. Cây cao này hơn một gang tay của em nha. Một gang của em là 2 tấc thì cây này khoảng hơn 2 tấc, có 2 tấc đi lên ha. Thì tất cả các cái rễ thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Đây em thấy đều được xử lý đế như thế này hết nha. Cây thì nó có nhánh hết rồi. Thì cái lô này em bán với giá là 90.000 một cây nha. 90.000 một cây mà em ship từ 2 cây, còn nếu mà ai lấy từ 3 cây trở lên thì giá còn 80.000 nha. Đây cây nó xinh xơ như thế này nha cả nhà. Nói chung cây rất là đẹp luôn nha. Quay cho cả nhà xem đây nè. Cây rất là xum xuê luôn, rễ thì quấn đủ kiểu ha. Rồi chỉ 90.000 một cây nha. Nếu lấy 3 cây á thì giá 80.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, đây là cúc thọ hương nha cả nhà, hoa của nó rất là đẹp luôn nha. Và bên đây cái lô lớn hơn một xíu nữa. Gốc nó rất là to nè. Đó, rất như thế này. Nhánh thì xum xuê luôn. Thì cái lô này em bán với giá thì 300.000 một cặp nha. Cái này Tết nó cũng có một số hoa rồi nha cả nhà. Đó, gốc của nó rất là đẹp luôn nha. Đó. Cây rất là xum xuê luôn. Em đo cho cả nhà xem, cao khoảng 3 tấc nha. Gốc thì rất là to. Này em để cái ngón cái cho cả nhà xem nha. Cặp này thì bán giá 300.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Cây cành nhánh xum xuê và bộ rễ của nó rất là đẹp luôn nha.